Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay, sau mục Điểm đơn thư, mục Kết quả thư khán giả truyền hình và bạn đọc báo Nhân dân là mục Bạn hỏi luật sư trả lời và ống kính công dân. Ở phần Bạn hỏi luật sư trả lời hôm nay, chúng tôi tiếp nhận và trả lời câu hỏi của khán giả trực tiếp trên sóng truyền hình thông qua số điện thoại đường dây nóng. Quý khán giả có câu hỏi hay thắc mắc cần luật sư giải đáp, vui lòng liên hệ theo số điện thoại phía trên góc màn hình. Ngoài ra, nếu có đơn thư phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục Hộp thư Truyền hình Nhân dân, số 71 Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email hộpthunhandantv@gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756 0946 401 661. Thưa quý vị khán giả, trong tuần, Truyền hình Nhân dân, Ban mặt đọc báo Nhân dân nhận được 4 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 7 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng và 2 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội, cụ thể như sau. Khán giả Nguyễn Văn Vũ, Đắk Nông, Nguyễn Văn Nam, Bắc Giang, Nguyễn Hoài Bắc, Hải Dương, Chu Quang Côn, Hà Nam có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Nguyễn Văn Đậm, Hải Dương, Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Trọng Tân, Hà Nội, Nguyễn Minh Tuấn, Thái Bình, Lê Hoàng Nhung, Lâm Văn Trúc, thành phố Hồ Chí Minh có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Lương Văn Thinh, Đắk Lắk, Lê Thảo, Đồng Nai có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả, bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Nhân dân nhận được văn bản trả lời số 63 ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nội dung chính như sau. Ủy ban Nhân dân phường Tràng Tiền nhận được phiếu chuyển đơn của Ban Tiếp công dân quận Hoàn Kiếm và báo Nhân dân chuyển đơn của người dân ở khu tập thể số 2C Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, khiếu nại về việc tháo dỡ công trình xây dựng biệt thự cũ, hư hỏng, xuống cấp ở số 4 và số 6 Lê Phụng Hiểu, làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Ngày 1 tháng 2 năm 2023, phường đã tiến hành kiểm tra hiện trạng tại công trình và làm việc với Ban Quản trị khu tập thể 2C Lê Phụng Hiểu cùng đại diện chủ đầu tư, tổ phó tổ dân phố. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã tháo dỡ xong các hạng mục xây dựng cũ theo quyết định được phê duyệt, không có hoạt động thi công nào. Đại diện chủ đầu tư cam kết thường xuyên theo dõi đối với các nhà liền kề, nếu có bị ảnh hưởng sẽ khắc phục, sửa chữa kịp thời. Văn bản trả lời số 46 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nội dung chính như sau. Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được công văn của báo Nhân dân về việc chuyển đơn thư phản ánh của Phật tử chùa Linh Thông ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nội dung đơn phản ánh chính quyền phường làm thủ tục xác nhận cho gia đình bà Đỗ Thị Hiền các giấy tờ về nhà đất để hợp thức hóa mảnh đất lấn chiếm xây dựng đất trái phép của chùa Linh Thông, gây bức xúc trong nhân dân. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ thông tư 05 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chuyển nội dung đơn thư nêu trên đến Chủ tịch quận Nam Từ Liêm để được xem xét, giải quyết và thông báo cho báo Nhân dân theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp lại luật sư Đào Nguyên Thuật, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc, khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình. Xin chào MC Hoàng Hà. Xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục Hộp thư truyền hình. Thưa quý vị khán giả, thưa luật sư, sau đây xin gửi tới quý vị khán giả và luật sư câu hỏi của một khán giả đã gọi về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng. Xin chào anh. Vâng, chào anh. Vâng. À, xin anh cho biết họ tên và địa chỉ. Vâng, em là Lương Thanh Tuấn, em đang học ở Nam Định. Vâng, xin anh cho biết câu hỏi của mình. Vâng, em có một câu hỏi muốn lên về chương trình giải đáp của em là bây giờ là ba mẹ em là lập di chúc về vấn đề thừa kế nhà đất, mà trong khi đó em là con ruột là không có tên trong di chúc, rồi thì em muốn hỏi theo quy định em có được hưởng thừa kế không? Vâng, xin mời anh em luật sư tư vấn. Xin mời luật sư. Xin chào bạn. Về cái vấn đề của bạn thì tôi xin được tư vấn bạn như sau, bạn nghe nhé. Vâng. Theo quy định tại điều 626 của Bộ luật Dân sự năm 2015
thì người lập di chúc có quyền sau: chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế, dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng, giao nghĩa vụ cho người thừa kế, chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di chúc, di sản, người phân chia di sản. Việc chỉ định người thừa kế và truất quyền hưởng di sản của người thừa kế là quyền của người lập di chúc. Do đó là người lập di chúc có quyền cho con hưởng hoặc không được hưởng di sản của mình. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 của điều 644 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản, hoặc là chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, như là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động, thì theo quy định trên thì trước khi xác lập quyền thừa kế theo di chúc của một cá nhân, cơ quan chức năng có trách nhiệm xác minh hàng thừa kế của người để lại di chúc, để từ đó xác định có hay không có đối tượng được thừa hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc. Khi đó, người không có tên trong di chúc sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu thuộc trường hợp sau: con chưa thành niên, con thành niên mà không có khả năng lao động. Bạn nghe rõ chưa? Dạ rồi ạ, em nghe rõ. Bạn còn câu hỏi nào khác nữa không? Không, cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi về cho chương trình. Xin chào bạn. Thưa luật sư, xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả có 3 số cuối của số điện thoại là 247. Hiện có nhiều trường hợp lên mạng đánh bạc online. Theo quy định của pháp luật, hành vi này có bị xử phạt hay không? Đối với câu hỏi của bạn thì tôi xin được giải đáp bạn như sau nhé. Theo điều 28 của Nghị định số 144 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, thì người có hành vi đánh bạc online có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng cho đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như là sóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, ba cây, tứ sắc đỏ đen, cờ thế, binh ấn, độ 6 lá, binh sập sám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được thua bằng tiền, tài sản, hiện vật. Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép. Ngoài ra thì tại điều 321 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cũng quy định rằng là người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hoặc là bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, phạt tù từ 3 năm đến 7 năm với các trường hợp đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên, sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Như vậy thì hành vi đánh bạc online tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng, thưa luật sư, xin gửi tới luật sư câu hỏi của một khán giả xin được giấu tên đến từ Long An. Ba mẹ đã cho tôi một cái tên không hay lắm, hay gây hiểu lầm. Tôi muốn đổi tên trong giấy khai sinh có được không? Và tôi cần đến đâu để được giải quyết? Đối với câu hỏi của bạn thì tôi xin được giải đáp bạn như sau nhé. Theo quy định tại điều 28 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ. Ngoài ra thì theo điều 26 của Luật Hộ tịch năm 2014, quy định về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên trong trường hợp thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự. Như vậy thì theo các quy định trên, mọi cá nhân đều có quyền thay đổi cải chính họ, tên đệm, tên của mình. Tuy nhiên, việc cải chính này phải đúng theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp trên, nếu như mà bạn có thể chứng minh được tên của mình ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì sẽ được xem xét giải quyết thay đổi. Theo khoản 3 của điều 46 Luật Hộ tịch,
thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ tên cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước. Vâng, xin cảm ơn luật sư Đào Nguyên Thuật đã giải đáp những băn khoăn thắc mắc của khán giả Truyền hình Nhân dân. Xin cảm ơn MC Hoàng Hà. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn, những câu hỏi hay thắc mắc của quý khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong những chương trình sau. Phần cuối của chương trình hộp thư truyền hình, xin mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh trong tiểu mục ống kính công dân. Nếu có thông tin cần phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị gửi về địa chỉ email hộp thư nhân dân tv@gmail.com hoặc gọi đến đường dây nóng của chương trình 0243 756 756 0946 401 661. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Mười năm trước, người dân tại tiểu khu 39 và bản Nhạp, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vẫn dùng nước này để tưới tiêu và sinh hoạt bình thường. Nay thì đủ mọi thứ rác rưởi, chất thải đều tuồn xuống suối. Nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân chủ yếu từ việc xả thải bừa bãi của các hộ chăn nuôi gia súc cũng như hoạt động của các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn. Nhìn vào con suối này, không khác gì một bãi rác lộ thiên. Ở đây sống rất là ngột ngạt và rất lo cho sức khỏe của trẻ con và gia đình và những người xung quanh. Bởi vì đây nó quá ô nhiễm rồi ạ. Tôi thấy là cái suối này thứ nhất là tôi thấy không có người quản lý. Vì dẫn rác rồi tất cả súc vật mọi nơi mà họ mang đổ đến. Tức là đây anh nhìn cả một cái dãy dòng suối 220 mét này là hầu như kín. Đấy, như là dẫn rác rồi phân lợn rồi các súc vật chết, họ đổ đây rất là nhiều. Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã về đích nông thôn mới từ năm 2019 và đến nay đang thực hiện nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, sơ chế nông sản nhỏ lẻ. Riêng ở bản Nhạp có gần 20 hộ dân khoan giếng để lấy nước tưới tiêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ không dám bơm nước lên nữa bởi nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm. Họ lo ngại việc tưới tiêu nguồn nước này sẽ làm chết hoa màu của họ. Gia đình tôi cũng không bơm vào nữa thì sợ thứ nhất là nó bị ảnh hưởng đến các loại cây trồng như là cây ngắn ngày như dâu tây và một số cây ăn quả khác. Bà con nhân dân là cũng khoan được nước nhưng mà thực tế là cái nước ngầm xuống là một số hộ bà con nhân dân thải xuống. Gọi là hang cắt tơ thì nó làm ảnh hưởng đến cái nguồn nước bơm của các hộ. Chứ để tình trạng này kéo dài, bà con nhân dân kêu rất nhiều, kêu cả ngày đêm kêu rất nhiều, cứ hơi tí là lại phải chạy đến chính quyền. Đấy, ông làm thế nào chứ, kiến nghị như nào chứ, bây giờ để bà con này hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với cái môi trường này sinh bệnh sinh thật rất nhiều rồi đấy. Nhiều người chết về cái ung thư, về cái ô nhiễm này rồi đấy. Cả bản Nhạp và tiểu khu 39 xã Cò Nòi với gần 400 hộ dân đều đang phải đối diện với thực tế nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Con suối chảy qua địa bàn giờ đây đã biến thành chỗ xả thải của các hộ chăn nuôi lợn và cơ sở chế biến nông sản. Hiện tại, khu vực bản Nhạp và tiểu khu 39 có gần 60 hộ nuôi lợn với số lượng lớn. Chưa kể, có khoảng gần 20 cơ sở chế biến nông sản đang trong giai đoạn cao điểm hoạt động. Người dân kiến nghị trong vô vọng vì chính quyền địa phương cũng bất lực trong việc giải quyết triệt để tình trạng này.